bước đổi để biết chàng có chung thủy hay không. Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Xin được kính chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Cho dù bạn mới bắt đầu yêu hay đang có quan hệ tình cảm nghiêm túc, vẫn luôn có khả năng người đàn ông của bạn lừa dối bạn. Nếu bạn có lý do để nghi ngờ anh ấy lừa dối, hoặc nếu bạn chỉ băn khoăn rằng phải chăng mình đang nghĩ quá nhiều, bạn có thể dễ dàng làm của bạn. 1. Chú ý cách anh ta chăm sóc cơ thể. Nếu anh chàng của bạn đột nhiên quan tâm đến thân hình nhiều hơn trước đây, thì có thể anh ta làm như vậy không chỉ vì bạn. Nếu bỗng dưng anh ta tập luyện suốt ngày và dành nhiều thời gian để đến phòng tập gym, thì có khi đó chỉ là cái cớ để gặp cô nàng kia. Nếu chàng cảm thấy ngượng ngùng một cách lạ lùng về cơ thể của mình khi ở bên bạn và không muốn bạn nhìn thấy anh ta cởi trần, hay chỉ muốn yêu trong bóng tối, điều này có thể là do anh ta cảm thấy đang phản bội người phụ nữ kia. 2. Quan sát xem vẻ ngoài của anh ấy có thay đổi không. Ngoại hình có thể hé lộ nhiều về việc anh chàng của bạn có lừa dối hay không. Nếu trước đây anh ấy không quan tâm cho lắm đến vẻ ngoài, mà nay lại dành nhiều thời gian để chải tóc hơn cả bạn, vậy thì có chuyện rồi. Có thể chàng ta đang cố gắng cải thiện hoặc thay đổi vẻ ngoài để làm hài lòng người phụ nữ kia. Báo động nhất đó là khi chàng có mùi lạ. Bất kể mùi cơ thể của chàng có chút ít thay đổi vì ở bên người đàn bà khác, hay anh ta rõ ràng có mùi như mùi nước hoa, thì đây là một dấu hiệu cho rằng anh ta đã ở bên một người khác. 3. Hãy để ý xem có thay đổi nào trong sinh hoạt chăn gối không. Nếu chàng có cô gái khác, có thể anh ta sẽ không còn dành nhiều thời gian trên giường với bạn nữa, nhưng cũng có thể anh ta lại muốn làm tình nhiều hơn. Sau một khoảng thời gian dài mà hai bạn không làm chuyện ấy, nhưng anh ta lại không hề muốn làm tình với bạn nữa, có thể anh ta đã làm việc đó ở một nơi khác rồi. Hoặc đột nhiên anh ta lại có ham muốn tình dục mãnh liệt, thì có thể cảm hứng tình dục của chàng đến từ việc anh ta ngủ với một cô gái khác. Nếu chàng thử làm vô số động tác mới mẻ trên giường, thì có thể anh ta đã học được những động tác đó từ một cô gái khác. 4. Để ý đến ngôn ngữ cơ thể của anh ta. Ngôn ngữ cơ thể có thể hé lộ nhiều điều về cảm giác của chàng về bạn và cho thấy liệu chàng có đang tơ tưởng đến ai khác hay không. Nếu trước đây anh ta luôn luôn giao tiếp bằng mắt, nhưng bây giờ anh ta luôn nhìn đi chỗ khác hoặc nhìn xuống đất khi nói chuyện, vậy thì có lẽ anh ta đang cảm thấy tội lỗi. Nếu như trước đây anh ta thường vuốt ve bạn mà nay lại hiếm khi chạm vào bạn, thì đây đúng là báo động đỏ. Nếu chàng âu yếm bạn ở chỗ riêng tư nhưng lại không công khai trước mặt mọi người, mặc dù nhiều anh chàng khá ngượng ngùng để bày tỏ tình cảm ở nơi công cộng, nhưng nếu anh ta cưng nựng bạn khi ở nhà và khi đi chơi cùng vài người bạn mà lại đứng cách bạn một khoảng khi hai người đang ở nhà hàng, thì có lẽ anh ta đang lo rằng cô nàng kia bắt gặp bạn và anh ta ở bên nhau. 5. Nếu bỗng nhiên chàng rửa sạch mọi thứ. Trước đây, bạn trai của bạn chẳng mấy quan tâm đến tình trạng xe cộ hay nhà cửa của mình, nhưng bây giờ anh ta có thể bỏ ra đến mấy tiếng đồng hồ để lau rửa. Vậy thì anh ta có thể đang làm điều đó vì một cô gái khác hoặc để xóa dấu vết tích của cô ta. Nếu xe của chàng trước đây thường bị bỏ lem luốc mà nay lại sạch bóng, có thể anh ta làm đẹp xe vì một cô nàng khác. Nếu căn hộ của anh ấy sạch sẽ hơn trước rất nhiều và anh ta cứ luôn miệng nói rằng cần phải dọn dẹp gì đó, thì có lẽ anh ta lau rửa để xóa bỏ dấu vết của cô gái kia. Nếu thực sự muốn biết anh ta có lừa dối bạn hay không, hãy đến khi anh ta bảo rằng đang lau dọn nhà cửa và xem anh ta đang làm gì. Nếu anh ta dùng nước hoa xe hơi hoặc nước hoa khử mùi trong nhà, có thể anh ta dùng các loại nước hoa này để át mùi hương của cô bồ nhí kia. 6.
để ý xem chàng có dịu dàng hơn hoặc giúp đỡ bạn nhiều bất thường không. Bạn trai của bạn có thể đang cảm thấy thực sự áy náy vì đã lừa dối bạn, và điều này sẽ khiến chàng tử tế hơn với bạn. Nếu bỗng dưng chàng ta chăm chỉ làm việc nhà, sửa xe hoặc mua thực phẩm cho bạn, những việc mà trước kia anh ta chưa từng làm, hoặc đối đãi với bạn tốt hẳn lên, như trở nên lãng mạn, tặng hoa và kẹo cho bạn, nhất là sau một thời gian dài anh ta lạnh nhạt với bạn, có thể anh ta làm như vậy là để đền bù cho bạn. 7. Để ý xem anh ta có hành vi mờ ám nào không. Hành động lén lút rất dễ để nhận biết, và anh ta có ít nhất một vài hành động như sau đây thì chỉ có thể là anh ta đang âm thầm dành thời gian ở bên cô gái khác. Đột ngột dừng nhắn tin hoặc cúp máy khi bạn xuất hiện. Anh ta dành nhiều thời gian để lên mạng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy anh ta đang chat với cô gái khác. Nếu anh ta gập ngay laptop lại khi bạn bước vào phòng, có thể đó là dấu hiệu xấu. Hoặc nếu anh ta biến đi đâu đó hàng mấy tiếng đồng hồ, hoặc không liên lạc một ngày, một đêm hay thậm chí là cả tuần. Nếu anh ta không có thời gian để trả lời điện thoại của bạn, hay thậm chí không gửi được một tin nhắn nhanh cho bạn, vậy thì có lẽ anh ta đang ở bên cô gái khác. 8. Để tâm đến những lý do của chàng. Trước đây, dường như chàng có vẻ luôn sẵn sàng đi chơi. Vậy mà bây giờ, anh ta lại có hàng đống lý do để không thể gặp bạn. Lúc đầu, bạn tin rằng anh ta lên cơn đau dạ dày hoặc quá mệt không thể ra ngoài. Nhưng sau đó, bạn bắt đầu băn khoăn tự hỏi, có phải chàng đang có ngụ ý rằng anh ta không muốn đi với bạn vì còn đang bận đi với cô gái khác. Nếu trước kia anh ta thường dành hết thời gian rỗi cho bạn, nhưng nay lại luôn đi chơi với đám bạn trai. Điều này đặc biệt đáng ngờ nếu chàng có ít bạn nam, hoặc trước đây chưa bao giờ tỏ ra thích đi chơi với mấy người anh em đó. Nếu bỗng nhiên chàng lúc nào cũng làm thêm giờ, dù trước kia thỉnh thoảng chàng cũng có làm thêm giờ, nhưng đột nhiên công việc trở nên thực sự bận rộn và dường như lúc nào anh ta cũng ở đó thay vì đi chơi với bạn. Tất nhiên, nhiều công việc cũng có những mùa bận rộn thật và chàng phải làm thêm giờ để hoàn thành dự án thật. Nhưng khả năng lớn hơn là khi anh ta bảo đang làm thêm giờ thì có nghĩa là giờ ở bên bạn gái khác của tôi. Nếu anh ta luôn luôn kêu mệt và không thể ở lại muộn hơn hoặc đi chơi với bạn mà trước đây chưa bao giờ mệt như thế, đây có thể là dấu hiệu anh ta đã dành năng lượng cho một cô gái khác. Nếu hai người có thói quen ăn trưa hoặc ăn tối với nhau mà bây giờ anh ta không thấy có hứng thú hoặc cảm thấy không khỏe hay không đói. Nếu chỉ có một dấu hiệu trên thì cũng không có nghĩa là bạn trai của bạn lừa dối bạn. Nhưng nếu tất cả dấu hiệu đó đều xuất hiện và lặp đi lặp lại, vậy thì một là anh ta đang dành nhiều thời gian cho ai đó khác, hai là anh ta cũng không còn muốn ở bên bạn nữa. Nếu anh ta cứ liên tục viện cớ để không đi với bạn, vậy thì bạn hãy tự hỏi tại sao mình vẫn còn muốn duy trì mối quan hệ này. 9. Chú ý những điều mà anh ta nói. Ngay cả khi không viện lý do, bạn trai của bạn có thể nói những câu nghe như có ai đó khác cùng nói với anh ta. Nếu chàng đột ngột thay đổi trong cách nói chuyện với bạn hay cách nói chuyện với mọi người nói chung, có lẽ anh ta đang nghĩ đến một cô nàng khác. 10. Để ý xem anh ta có thay đổi tính tình không. Bất kể việc anh ta luôn vui vẻ hay ủ rũ thay vì bình thản như thường lệ, vậy thì có chuyện lạ rồi. Bạn hãy để ý tâm trạng của chàng xem có gì khác không. Nếu thỉnh thoảng anh ta vui vẻ một cách kỳ quặc, ví dụ như đi dạo ngoài nắng mà không rõ lý do, nếu bỗng nhiên chàng ta cười toe toét và nhìn ra xa như thể đang nhớ về những khoảnh khắc thân mật với một cô gái khác, như vậy rất có thể là tâm trạng tốt của anh ta chẳng liên quan gì đến bạn. Ngược lại, nếu mọi việc đang có vẻ bình thường mà bỗng dưng anh ta nổi sung hoặc vô cùng rối trí, nhất là sau khi nghe điện thoại hay đọc tin nhắn, vậy thì điều này có thể liên quan đến một cô gái nào đó.
cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.